Chị Xuân ơi, chị Xuân à, có nhà không vậy? Trời ơi, chị Xuân ơi. Ủa, nhà cửa đâu hết trơn á, trời ơi trời. Cửa thì không có khóa. Chị Xuân ơi. Tôi đây. Xuân ơi. Tôi đây. Quý hóa quá. Chào chị. Mới sáng sớm tinh sương mà ông anh đã ghé thăm. Rước ông anh ngồi chơi xơi nước. Rước chứ đưa cái gì? Hàng xóm với nhau mà chỉ có những người xa lạ vậy đó. Chị làm tôi ngại hết sức à. Người ta nói bất kỳ khách sáo thì không sai chút nào. Vâng, mời ông anh ngồi. Ông anh bảo tôi khách sáo á thì không có đúng. Sao vậy? Đất lề quê thói à. Mình ở tuy sống ở Mỹ, lễ nghĩa lúc nào cũng phải vuông tròn cho phải đạo chứ ông anh. Chị nói văn chương tùm lum, tôi còn không hiểu huống gì là hai đứa con dâu của chị. Hổm rày tôi nghe chị than, nhưng mà tôi nói thiệt nha, không, chị khó tánh quá, bắt bẻ từng chút, làm sao tụi nó ở nổi với chị. Vâng, mời ông anh sơi cốc nước kìa, rồi tôi trình bày cho ông anh. Ông cứ quở tôi là tôi khó tính, nhưng mà tôi có khó khăn gì đâu nè. Chuyện là thế này, ông nhà tôi chẳng may vắn số, mới vừa tứ tuần đã quy tiên. Trời ơi, chị nói chuyện nghe sao mệt quá. Chồng chết thì nói mẹ là nói chồng chết đi. Bài đặt quy tiên với quy y. Tôi đó hả, hoàn cảnh tôi y chang chị vậy đó. Ai hỏi vợ tôi đâu hả, tôi nói bà chết ngắt rồi. Vậy phải dễ hiểu không? Trời ơi, quy tiên quy y. Nè, tôi nói chị nghe, qua Mỹ rồi đó, cái tiếng Việt mình càng ngày nó càng bị quên dần, thấy chưa? Tụi nhỏ mà nó nói tiếng Việt được đó là mình phải mừng. Chứ đừng có nói chi mà bài đặt thơ với văn. Giấy rách thì phải giữ lấy lề. Này, ông nghe tôi nói nhé. Ông nhà tôi á, mất đi, để lại cho tôi hai nách, hai đứa con trai. Nghĩ tới thủa ấy, nhà tranh vất đất, đèn dầu một bóng, trăm phần cơ cực, một nắng hai sương, tôi mới nuôi được hai đứa con cho nó ăn học nên người. Bây giờ chúng nó đã học xong và đã có công ăn việc làm hẳn hoi á, nên tôi mới cảm thấy nhẹ được một tí đấy ông anh ạ. Nghe chị nói mà tôi muốn rơi nước mắt. Nhất là cái đoạn mà hai nách hai đứa con trai. Nhiều khi tôi thấy tôi cảm kích chị vô cùng. Chắc có lẽ vì vậy mà bây giờ lưng chị nó hơi gù. Nhưng mà nói cho ngay thì tôi cũng mừng cho chị. Bởi vì chị có hai đứa con trai đó, đứa nào cũng có hiếu trên á. Thằng Tòng với thằng Phạm đó. Mà tôi nghĩ cũng lạ, vì đặt tên Tòng Phạm hình như nó có liên quan tới vấn đề trộm cắp. Giỡn với thì thôi, chị có con có hiếu chị là tôi vui rồi. Ông anh nói thế để an ủi tôi thôi chứ tôi đang đứt từng khúc ruột đây là ông anh. Nhưng mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt đấy. Ủa, chị nói sao vậy? Tôi thấy hai đứa nó hiền lành quá mà. Vâng, chuyện là thế này. Năm ngoái đấy, hai đứa muốn về Việt Nam cưới vợ. Tôi thì nghe cũng mừng trong lòng. Từ vì ông anh thấy đấy, cảnh nhà đơn chiếc, tôi muốn chúng nó yên bề gia thất ấy, để một hai năm nữa tôi có cháu nội ẵm bồng cho nó vui cửa vui nhà, phải không ông anh? Đúng rồi đó, tôi nói chị nghe nha. Tôi với chị ở mình êm có mình nè, thấy không? Thì đi vô ra nó buồn lắm. Dạ. Chị xúi tụi nó lấy vợ đúng á. Rồi tụi nó có chịu lấy không? Có, mới bực mình ấy chứ. Chị vậy? Được hai cái thằng con á, đúng là thứ khôn nhà dại chợ. Việc nhà thì nhiếc nhác, việc chú bác thì siêng. Dặn mãi chúng nó, châu ta ăn cỏ đồng ta. Bắc thì lấy Bắc, Nam thì lấy Nam. Mình xe duyên với người đồng hương ấy, thì dễ bề thông cảm hơn, phải không ông anh? Nhưng mà ai đời cá không ăn muối cá ươn. Nó cái thằng Tòng nhà tôi ấy, rước ngay con vợ người Nam. Quê đâu ở mãi Gò Công ấy. Ôi giời, nó còn khoe với tôi rồi. Vợ nó ấy, là hoa khôi miệt vườn. Mà nói thật với ông anh, tôi chẳng biết miệt vườn là cái miệt gì. Nam Kỳ lục tỉnh thời trước đó, người ta kêu bằng văn minh miệt vườn. Nói trắng ra đó là nông thôn miền Nam đó.
Nhưng mà nè, hai đứa con chị nó lấy vợ người nam hết là sao? Không, thằng Tòng á thì lấy cái Cúc miền Nam. Ừ. Thằng Phạm thì phải lấy cái con Bình người Huế, thế mới đau ấy. Đau cái gì chị ơi? Tại vì bị chị có máu kỳ thị đó. Tôi nói cho chị nghe, Bắc Trung Nam á cũng vẫn là một đại gia đình Việt Nam, thấy không? Tôi kể cho chị nghe chuyện này. Mình đi qua Thái Lan á, Mã Lai là Campuchia đó, chị thấy không? Nước nào nó cũng có chè đậu trắng, chè đậu đỏ, chè đậu đen, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam á, tại vì mình có ba miền, cho nên người Việt mình mới chế ra chè ba màu. Vô duyên. Tự nhiên có chè với cháo ở đây. Ví dụ vậy cho chị dễ hiểu đó, thấy không? Nhưng mà ông thử nghĩ coi. Sao? Tôi là Bắc Kỳ chính thống. À. Đứa hai đứa con dâu, đứa miền Nam, đứa miền Trung. Lắm lúc nó nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ lại mướn người thông dịch? Thôi thì chị ơi, chị nói thì sao á? Chứ chị nói chuyện với tôi sao chị nói được? Ôi, ông anh là người ngoài, người dưng nước lã. Chẳng dính dáng gì tới tôi. Đèn nhà ai người nấy dạng. Nhưng mà hai đứa đấy là con dâu tôi. Tôi phải dạy chúng nó sống theo nề nếp gia đình tôi. Nhập gia tùy tục, xuất phạ giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tử tử thì tự xử. Hiểu không? Ê, ông này là cái gì? Mà đâu có hiểu, giờ mặt ông hiểu rồi. Là cái gì? Là chồng chết lấy chồng khác. Cái ông này. Ông bà mình đã dạy ấy, dâu con rể khách. À. Tôi phải giáo dục chúng nó. Ừ. Không thôi á, người ta lại cười vào mặt tôi. À. Vì sách có câu ấy. Nữa. Chó gầy hổ mặt người nuôi. Người gầy thì hổ công tôi nuôi người. Thôi đi chị ơi, chị khó quá, ai mà ở với chị. Hên là tôi không phải chồng chị à. Tôi mà lấy chị chắc tôi bỏ đi lâu rồi. Ông chưa kịp bỏ, tôi đã bỏ trước rồi. Nhưng mà này, dạo trước ấy, khi mà tôi làm dâu của mẹ chồng tôi ấy, bà... Thôi, bà bỏ cái chuyện đó đi nha. Cái thời đó xưa rồi, chị lạc hậu quá đi chị Xuân ơi. Thời bây giờ nè, ở Mỹ hả, mẹ chồng làm dâu ngược đó cho chị biết. Nè, có nhiều gia đình đó hả, cha mẹ cuối tuần nha, nấu nướng sẵn rồi, mời con cái lại, tụi nó còn không thèm về nữa cho chị hay. Đó đó mà chảnh. Thà là chúng nó đừng ở với tôi, khuất mày khuất mặt á, thì tôi khỏi bực mình. Hồi xưa đấy, khi mà mẹ chồng tôi mỗi lần mà bà mà trừng mắt nhìn tôi thôi á, là tôi đã phải lo làm vui lòng bà rồi. Bây giờ tôi nói toạt vào mặt chúng nó mà chúng nó chẳng thèm hiểu gì hết. Ôi chị ơi, là tại vì chị cứ dùng văn thơ vòng vo rồi sao tụi nó hiểu? Vòng vo là thế nào? Hôm hai đứa mới sang, tôi kêu con Cúc lại dặn nó rằng. Sao? Cúc à, mẹ có thói quen ấy, là mỗi sáng ấy, mẹ ăn sáng vào lúc 8 giờ. Cái thói quen này ấy, mẹ đã có là mấy chục năm rồi. Nhớ nhá. À, tức là ý chị muốn nó chuẩn bị breakfast cho chị lúc 8 giờ chứ gì? Vâng. Rồi sao nữa? Thế mẹ biết nó bảo tôi như nào? Nói sao? À, má ăn sáng lúc 8 giờ hả? Má nhớ đánh thức con dậy để ăn chung với má cho vui nha. Ông nghe có lộn tiếc không? Trời ơi, nó cứ giả ngây giả ngu ấy chứ. À, nó có ngu có điếc hay không đấy? Thôi chị ơi, đó là thì từ nay về sau chị cứ nói thẳng đi, úp úp mở mở chi, nó đâu có hiểu. Ôi, con dâu cả nó đã vậy gì? Ôi giời, con thứ hai là còn kinh hơn đấy. Sao vậy? Hôm tôi bảo nói, này con, bữa nào con nấu cho mẹ vài món Huế để mẹ ăn ăn thử nhé. Cái nó bảo với tôi mẹ muốn ăn món Huế để con ra quán sống hương con order cho mẹ ăn nhé. Chuyện thường tình thế thôi. Mà này, cái hôm mà tôi dắt nó qua nhà bà Tín ấy, để tự vì tôi chơi họ bên đấy đấy. Biết gì? Chơi gì? Tôi chơi họ bên đấy đấy. Mà có thù hằn như bên hay sao? À, chơi hụi hả? Chơi hụi. À, hụi rồi đó họ. Người miền Bắc chúng tôi gọi là họ. À, rồi sao? Khi mà tôi vừa bước vào, con chó nhà bà Tín á, xông mà nó vồ tôi. Trời ơi. Ôi giời, tôi hãi quá. Tôi nắm lấy tay nó. Cái nó bảo tôi vậy nè. Mạ đừng sợ, con chó chúng thế, nhá hẳn không có răng mù. Chứ tức quá tôi bảo đó. Nó nhe nguyên cái hàm răng dài như thế kia, mày bảo là không có răng
là như thế là thế nào? Chị à, cái đó là bất đồng ngôn ngữ, mỗi miền mỗi khác, nghe không? Sống ở miền nào thì mình quen cái tiếng miền đó, nghe không? Nè, tôi nghe nói chị Bắc tụi nó nói tiếng Bắc, có đúng không? Cái đó tôi thấy quá đáng đó nha. Tôi á, tôi nghe tiếng Bắc quen rồi. Nè, nghe tiếng Nam, tiếng Huế khó chịu lắm. Bộ chị tưởng tiếng Bắc của chị dễ thương lắm hả? Chị nói nhiều khi tôi nghe thì cũng khó chịu mà tôi không dám nói. Tôi còn nghe nói là chị con Cúc nó kêu chị bằng má, chị Bắc nó sửa là bằng mẹ, có đúng không? Mẹ là tiếng chuẩn, má là tiếng lai rồi. Trời ơi. Trung tâm Thúy Nga làm về chủ đề mẹ, chứ có làm chủ đề má đâu. Ông anh nhớ cái câu chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Bây giờ ông anh thử sửa lại câu á, trông về quê má ruột đau chín chiều, nghe vô duyên không ấy? Tôi nói nghe được, miền Nam tôi cũng có câu vậy. Có gì? Má ơi đừng bỏ con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu, thấy không? Đó là chị sẽ tôn trọng cái tiếng địa phương người ta, nghe chưa? Mỗi miền mỗi khác. Tôi nói chị nghe nè, người Huế đó người ta đâu có kêu bằng mẹ hay là má, mà người ta trộn hai chữ lại thành mạ. Không, không lẽ người ta nói vậy thì chị chê người ta nói sai hả? Tiếng mà ông bảo trộn. Con chào mà. Răng mà dày sớm rồi hi. Rồi. Con chào chú Tư. Chú Tư ra răng rồi chú Tư. Chú đánh răng hỉ mũi rồi con. Không phải như rửa, ý của con là chú Tư khỏe không? À khỏe, chú khỏe cả bên con. Thôi giờ ông thấy chưa? Con đời thủa nhà ai mà con dâu á ngủ trương thây trương xác rồi 9-10 giờ mới dậy coi có được không? Mà con ngủ như rửa mà còn chưa đủ. Chồng con đâu? Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ rửa. Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ. Nó sao? Có nghĩa là I don't have enough sleep. À ok, hiểu rồi, ngủ không đủ. Dạ. Mày con để dấu nè, chú hiểu lầm. À, cái này là Cúc vợ thằng Tòng đó hả? Không, à, đây là vợ thằng Phạm. À. À, con Bình. À. Mà Ngư Bình, tên con là Ngư Bình, cống tăng tốn nữ Ngư Bình. Sách giá phàng còn ghi rõ rõ ràng ràng nè, con là con nhà hoàng tộc, con bày đời của vua Minh Mạng. À. Mà con là cống tăng tốn nữ Hương Giang, ba con là giáo sư Tôn Thật Nghiệp. Mà cứ kêu Bình Bình hoài nghe giọng trái nữa, mà phải kêu là Ngư Bình nghe mình lãng mạn. Người mày uẩn như nải suối ngự bài là Ngự Bình. Mà thằng này, thằng Phạm nhà tôi không biết mắt mũi để đâu, mới lựa con bé này ông anh. Dạ. Mà nói chứ là rồi mà luôn hẳn có cái giá của luôn. Hồi tế con mà về Việt Nam theo con riết mấy tháng con mới xíu lông nữa. Hồi nợ con bạn chè đầu vạn trên sông Hương á, hắn ghé vô ăn chè mỗi ngày, hắn ăn chè every day. Sáng chè nè, trưa chè, chiều chè, tối chè, đến khuya hắn cũng chè. Hắn ăn mấy khăn ỏi ra hắn vẫn ăn là vì răng. Có răng mang chè đi chứ con. Không phải rửa, là vì hắn mê sắc đẹp của con. À. Mà chủ Tư biệt không? Sao con? Tuy là bạn chè đầu vàng trên sông Hương nghe, mà là vì con nhà hoàng tộc nên khi lúc mốn mặc áo dài trắng ý như sánh Đông Khánh rửa. Hắn vừa gặp con, hắn quăng hai câu thơ hàng mặt tự liên. À. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo ém trắng quá nhìn không ra. À. Chắc nó tưởng con là ma đó. Ủa
đúng rồi đấy. Không phải rửa. Hắn mê con. À mê con à. Mà khi con gắn hàng về à. Hắn nói người đi một nửa hồn tối chết. Một nửa hồn kia vẫn bình thường. Rửa. Rõ. Đắt rửa. Nó banh tẻ giống bố nó đấy. Không ngờ con chị nó lãng mạn vậy. Đấy. Hồi đấy đấy ông cũng dùng văn thơ để mà theo tôi đấy à. Ông còn tặng tôi câu thơ. Sao tặng gì? Ước gì anh lấy được nàng à. Anh để anh mua gặt bát tràng về xây. Thế là tôi theo ông ấy về nhà à. Nhưng mà khi mà về ở với ông rồi chẳng thấy cục gạch nào, mà chỉ toàn là phải gắn đất đổ nền nhà với lại nấu cắm lợn không. Bình à. Chủ tư. Ngư bình. Không tăng tốn nữ ngư bình. Ừ. Ngư bình. Gớm. Kêu tên con chủ thêm bánh bèo quả. Nè con, hồi ra hồi nhỏ má con nuôi bằng sữa gì mà sao con có chút xíu. Sữa ông thọ đấy. Ê. Con không có uống sữa ông thọ. Ừ. Con uống sữa con két. Hả? Nó nói là sữa con két. À. Con két xanh. Hả? Két xanh. À, trời ơi. Thấy chưa? Ông anh thấy không? Nếu mà nó lấy người miền Bắc á thì đâu có phải cái cảnh này xảy ra đâu ông anh. Chủ tư biết không? Hồi tế mà lục mà nám bạc chía cạc. Không, chị cắt con. Con không hiểu tiếng, con không hiểu tiếng Bắc. Mà xấu ni rồi, nám bạc hệ chía cắt. À. Con làm chú hồi hộp quá. Rồi sao đó con? Rồi lục nợ con mới hiểu tiếng Bắc. Ồ. Oh, hai chủ tư. Con nhỏ chủ tứ uống sữa chí mà người chủ tứ to như rí. Chú uống là sữa ông chúa của kỳ duyên. Ông anh, thời đó làm gì mà kỳ duyên có sữa gì? Sữa ông chúa à. Nói cho nó liền lại, tôi nói lộn rồi bà còn lộn hơn tôi nữa nè. Mà nói thiệt chị nha. Sao? Tôi mà có con gái á, như con gì tên Bình phải không? Đúng rồi. Tôi không có gả con trai gì đâu. Tôi nhắm như người khác xứng hơn. Ai thế không anh? Bằng Kiều. Con không lấy Bằng Kiều mô. Răng. Con muốn kiếm giọng tốt hơn. Ừ. Chút xí ra đường người ta tưởng hai anh em là răng. Ồ, rứa. Này. Cũng kén vậy. Nhưng mà, này Bình. Dạ. Hôm nay con... Nhà có khách à, thôi anh ở lại dùng bữa với mọi mẹ con em. Ôi giời, xin em cho... được không? À, được chứ. Cái này muốn lâu rồi. À, dùng cái gì cũng được chứ. Cho dùng gì vậy? Con, hôm nay nhà có khách. Thế con tính nấu món nào để đãi khách với mẹ vậy con? Dạ, cơm hến. Ồ, ngon, cái này ngon rồi. Trời ơi, 6 tháng nay ngày nào cũng ăn cơm hến. Riết rồi bây giờ tao thành con hến rồi thế này. Không dám đâu, chị là con cú. Mà gì? Mà đừng buồn. Con là con gái Huế. Một chiếc lá rơi cũng làm con hoảng sợ. Cũng hồ chí là con hoàng tộc ít khi vô bếp. Mày nói sao? Mày bán chè đậu ván trên sông Hương á, mà mày bảo là mày ít vào bếp, nghĩa là thế nào? Bán chè đậu ván trên sông Hương kiếm chồng cho vui rồi thôi. Không phải nghề của con. Mà chủ tư biết không? Sao con? Lúc mà con bán chè đậu ván trên sông Hương, ai đi ngang cũng cùng hạt câu thơ. Vậy à, câu gì nữa? Trên bến vẫn lâu ai sầu ai tham. Tham không? Nghe thảm quá. Bán chè mà sao hát như rửa mới ghé vô ăn chè. Nhờ rửa mà mới có tiền đi hát karaoke. Trời ơi. Đúng rồi, bằng chứng là nó dụ được con trai chị đó. Nhưng mà thế này à, thế mày chỉ biết nấu có món cơm hến thôi à? Con còn món cơm độc chiêu.
Nhưng khi mua mà đâu nặng có mày nấu cho mà ăn. Thế món đó món gì mà mày đợi tới lúc tao đau nặng mày mới nấu? Cơm ấm phụ. Tao mà ốm nặng á thì tao khỏi cần mày nấu. Vì tới lúc đó ở dưới âm phủ thì món nào á chẳng là món cơm âm phủ. Thôi, tôi qua đây à, chứ chánh là thăm chị thôi. Còn tụi nó cho ăn thứ gì cũng được ha, đừng đòi hỏi nha. À, tôi nghe cái cơm đó tôi sợ quá. Thôi, ăn món gì cũng được. Hồi đó đem cơm âm khác là chết rồi. Thôi, mày vào gọi cái cúc dây cho mẹ. Nhờ nội cơm rượu khoai nấu. Đi vào gọi cái cúc dây. Cúc ơi, cúc a, cúc. Trời ơi, nó kêu chị nó mà tưởng kêu gà. Cốt. Trời ơi, cái con. Má, trời còn sớm bẩn này sao có lúc sớm vậy má? Quên anh lộn. Chú Tư. Sao? Chú Tư quẩn quá. Sáng nào chú Tư cũng không làm gì cái qua thăm má con hả chú Tư? Trời ơi, ghê ạ. Trời ơi, mày nói thế là chẳng khác nào mày bưng cả một thau nước lạnh mà hất vào mặt khác. Con gái con đưa mày làm cái dâu cái kiểu gì mà 9-10 giờ sáng mà thích vậy là sao? Tại vì con Việt Nam mới qua, con chưa quen vợ bên Mỹ. Qua đây bao lâu rồi con? Dạ được 6 tháng rồi. Vậy chắc 6 năm nữa nó mới quen vợ. Con dâu gì mà ngủ như vậy nè? Con má chồng nè, 5 giờ sáng thức dậy rồi. Con dâu ngủ hả? Phải có người đánh thức mới chịu vậy. Trời, con nói chú Tư nghe. Nói nào ngay là con đâu biết là qua đây con phải mừng dâu đâu. Hồi đó anh Tòng anh mới về Việt Nam, anh cưới con, anh nói em qua đây đi, không có ai làm phiền em hết trơn á. Cái con hỏi chứ ba má anh á có khó tánh không? Anh nói anh ở có mình ơn à, ba má anh á bị xe cán chết queo hết rồi. Con hiểu quá. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Tôi với nhà ông nhà ấy, một đời thật thà như đếm. Nhưng mà không ngờ đẻ ra hai thằng con mới nứt mắt ra mà nó láo như địa, nó nói láo như người rươi. Trời ơi, thôi chị ơi thông cảm đi. Dê gái là nó phải xạo. Hiền hiền như tôi mà gặp gái phải nổ chút chút. Thì cũng chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Con làm gì con? Dạ con chuẩn bị sinh con á. Ai có sinh lòng. Nhưng mà này. Dạ. Mẹ vừa bảo với con mình là nấu cơm đãi chú Tư. Dạ. Nó nấu cơm hến. Mẹ ăn cơm hến thấy nó khô quá. Thế hôm nay con có món nào nấu để đãi? Đãi chú đó con. Dạ. Không? Canh chua má. Hả? Ngon chứ? Lại canh chua. 6 tháng nay ngày nào tao ăn cơm chua giết, bây giờ người ta nó chua lét rồi này. Thì tại con chỉ biết nấu con mỗi món đó thôi à. Trời ơi, phúc đức quá. Sáng cơm hến, chiều canh chua, lâu lâu nó lại đổi món. Sáng canh chua, chiều cơm hến. Thôi chị ơi, tụi nó còn ở chị á thì còn có cơm hến canh chua ăn nghe không? Cái món nó dọn đi rồi đó, lúc đó chị muốn kiếm mà canh hến cơm chua cũng có. Chứ Tư vui quá. Nhưng mà này, cha mẹ nào cũng có dạy con gái trước khi về nhà chồng học ăn, học nói, học gói, học mở. Mày á ở tận ở dưới Gò Công á, mày làm vương làm tướng gì dưới đó mà mày không chịu học nấu ăn. Con đâu có thời giờ đâu má. Con rất là bận rộn. Tại vì năm nào á con cũng phải chuẩn bị đi thi qua hậu hết á. Mà không biết làm sao nghe. Con đi thi 7 năm mà con cứ rớt hoài à. Tôi từ với má biết không? Nhiều khi á con cũng muốn bỏ cuộc rồi. Mà má con á bà la con. Bà nói sao mày ngu quá à? Mày đi thi đi. Mấy đứa nó đẹp nó đậu hết rồi á. Cuối cùng cũng tới mày à. Đó. Má con hay quá. Nè, con thi 7 lần mà rớt hết hả? Dạ. Nếu mà chú ban giám khảo đó, chú cho con cái giải kiên nhẫn. Cái gì hả? Tôi mà, nếu mà tôi thì tôi cho nó giải mặt dày. Má,
Nhưng mà chú Tư biết không, má còn mới nói đúng á nha. Năm rồi nè, con mới đăng ký thôi hà. Là ban giám khảo vừa nghe tên con hả, là mấy ổng cho con đậu liền. Ủa sao hay vậy? Thì tại vì mấy ổng sợ gặp mặt con. Có cái đậu liền. Mà chú Tư biết không, hên thiệt là hên á. Con vừa đậu xong á, cái anh Tòng ở Mỹ nè, ảnh về cái anh gặp con, mà lúc đó con đang ngồi chầm hổm ăn cháo lòng ngoài chợ á. Cái anh chạy lại, ảnh đua nguyên chiếc cà gáo học sần bự vậy nè. Học xoài hay học xoài? Mày có làm quá lố không vậy? Hơi thấp, lớn nha. Vậy thôi. Xong cái con ấy, thôi anh đưa chiếc cà gáo học tròn cho tôi đi, tôi chạy cái rẻ qua bên tiệm vàng bên đường ha. Tôi thử, mà nếu mà học tròn thiệt á là tôi chịu lấy anh, mà chú Tư học tròn thiệt chứ. Vậy hả? Giỏi quá. Nè, mà chú nghe nói thường thường Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ á, thì trong khi chờ để mà giấy xuất cảnh á, dạ, mấy cô gái Việt Nam hay đi học nấu nướng rồi để mốt qua Mỹ lo cho chồng, thấy không? Mà sao bộ con không thích nấu bếp hả? Dạ con cũng muốn á chứ, nhưng mà anh nói thôi em khỏi cần nấu nướng gì hết trơn á. Sao vậy? Qua bên Mỹ á có food to go gì 4.99 là có rồi đó, cho nên khỏi học. Nhưng mà thế ai dạy mày nấu món canh chua ấy? Thì con nghe trên này vô nước ca đó, cái con biết nấu canh chua ca ăn dày nè. Sao? Về đi mua đồ nấu canh chua để cho ba mày bữa cơm trưa. Cứ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Hay quá. Hay cái mỏ quá à. Vậy á, cái là con biết nấu canh chua. À vậy hả? Dạ. Thôi. Mày với cái bình đi chợ về cho mẹ, mày nhờ để tao nấu cho. Bình ơi, má kêu kìa. Bình con. Ngư Bình hả? Cống tăng tú nương Ngư Bình. Nội quá. Thôi con ở đó mà con ăn mẹ không sống luôn á. Hai đứa chúng mày á, dạ, đi chợ đi, rồi làm cơm đãi khách. Chưa rồi, đi. Nhưng mà tao đã dặn hai đứa chúng mày á, chúng mày đã nhớ mua những thứ nào chưa? Dạ, con nhớ. Chứ rồi biết không, hổm hổm á, má con kêu đi ra chợ á. À, sao con? Kêu ra chợ mua gì mà rau mùi. Mà con đi ba cái chợ luôn, mà kiếm hoài không có rau mùi. Cái cuối cùng có con người Bắc đó, cổ chỉ rau mùi là rau ngò đó chú Tư. Tên gì kỳ cục quá vậy? Ở rau nào mà không có mùi? Thì bởi vậy con mới nói chú Tư, tiếng Bắc với tiếng Nam nó khác nhiều. Bởi vì con mới làm cuốn tự điển nè, tiếng Bắc dịch sang tiếng Nam. Đó, thấy không? Chú Tư á, là bạn của má con á, chú Tư cũng cần phải học nghe chú Tư. Rồi, nè rồi. Con nói chú Tư nghe tại sao tiếng Bắc với tiếng Nam nó khác nhau này nha. À sao con? Tiếng Nam á bánh tráng, thì tiếng Bắc kêu là bánh đa. Còn dịch sim, tiếng Bắc kêu là con ngan. Còn dọc mùng, tiếng Bắc kêu là bạc hà. Tiếng Bắc kêu là dọc mùng. Đậu phộng nấu, tiếng Bắc kêu là lạc luộc. Còn chả giò, tiếng Bắc kêu là nem rán. Còn cái mòn á thì kêu là cái chanh. Cái thịt heo á kêu là con thịt lợn. Thịt heo đó. Dạ, con thịt heo. Rắn bụng bò giò heo, không kêu là bụng bò giò lợn rứa. Của người Huế chứ đâu phải của người Bắc đâu. Cái gì? Chị nói gì? Cái món này không phải là của người Bắc hả? Của người Huế đi. Chị nói thiệt không? Chị đừng có quên nha. Hôm bữa chị nói tôi á, cái mảng cầu dai á, tiếng Bắc kêu bằng quả na đúng không? Đúng rồi. Tôi nghe lời chị vô tiệm, tôi kêu bán cho tôi quả na, bà mẹ đưa tôi nguyên trái lựu đạn. Ê, trời ơi. Ghê vậy hả chú Tôn? Thiệt có sao? Thiệt vậy hả? Dai trong chơi nhiều cái là sốc lắm. Thôi, không nói nữa. Gì? Hai đứa chúng mày hai cô công tằng với lại hoa hậu miệt vườn đi chợ đi. Chưa sạch rồi. Đi. Mà cái gì? Con khò khâu ni mùi hoài. Hôm trước hai đứa ra Phước Lộc Thọ, gặp mấy ba gia bạc cứ nói toàn cá giáo tục ngữ, có câu ní có không hiểu nè. Cậu gì? À, con nghe rồi. Hình như cái câu là gỗ gá cặp lại rồi góp gạo thổi cơm chung. Lạ gì vậy má? Gì gỗ gá nghe lạ quá. Không, nó nói là rổ giá. À, rổ giá đó. Đúng rồi. Thì cái câu ấy có nghĩa là những người mà là đã
đó có một lần giang dở ấy, gặp nhau thì kết nối lại với nhau. À, như vậy thôi. Rửa lại giống như chủ tứ vì mã hí. Trời ơi, bệnh. Tao không ngờ mày giỏi như vậy mình. Trời, tao gì mà tao ngu quá mà không ngờ mày bình lùng mà giỏi dữ gì mình. Ngư binh không tăng tốn nữ ngư binh. Chủ tư gì nữa? Không biết chủ tư mày giao trước chủ tư nhìn ảnh mắt lang mang liệt mà con. Chủ tư không dám nói chứ. Nè, giống như câu thơ Hàng Mặc Tử: ấp ủng thú ơi lấy nửa lời, tình thú bí thiệt lắm thú ơi. Giờ chưa có mở lời gì, chủ tư quá trại bày tâm sự với mà con đi. Trời ơi mình ơi, tao không ngờ mày giỏi dữ vậy đó hả mình. Ngư binh công tăng tôn nữ ngư binh. Trời ơi mệt quá. Dạ rửa. Ừ. Trời ơi, tụi bay là con dâu, tụi bay làm mai cho bà nhà chồng thấy chết. Không sao đâu. Thôi mà, kỳ quá. Đừng có đẩy tao mà, kỳ quá. Đừng có đẩy. Đừng có đẩy ra ai tao. Tự mà. Hai đứa chúng mày chỉ được cái nước té nước theo mưa. Nhưng mà ông anh là dân Nam Kỳ, muốn nói gì thì cứ toạc móng lợn ra và nói chứ. Đã gần 10 năm nay rồi mà ông anh không nói gì, tới đợi cho đứa hai đứa mình xuống lỗ rồi mới tâm sự. Xuân à, tôi á, người nam thiệt, nhưng mà mỗi lần tôi nói chuyện bình thường thì tôi nói hay lắm, mà sao tới cái chuyện tình cảm thì cái tôi khóc khớp làm sao á. Không mấy giờ về ngư bên có chú mượn cây đờn. Có cách, có cách. Bây giờ về nha. Dạ. Chú sẽ mượn bài hát này để tỏ tình với em. Bài gì chồng chú? Bài gì chú? Love Story. Một. Bây giờ ý em sao? Nam Kỳ mà còn khách sáo hơn cả Bắc Kỳ. Ôi trời ơi. Con ơi. Sao vậy chú? Sao vậy chú? Trong nhà sao có mưa? Không phải rửa. Nếu là sai effect của chị sáo. Vậy là mưa đều hai bên rồi. Bây giờ sao? Anh Tư. À, em hiểu ý anh rồi. À, thôi đợi cuối tuần á.
À, thằng Tòng với thằng Phạm nó về rồi á, để em bảo với chúng nó chọn ngày lành tháng tốt rồi anh dọn sang đây ở với em. Chú Tư, chú Tư, đúng đó, mai một con dự cục mua villa dọn ra ngoài ở mà con ở đây của mình à. Đúng rồi tốt. Rồi chủ tư dọn quá ở về mà con. Ừ, đúng rồi, đằng cho con người sái vai. Không sao, vì yêu mà anh sẵn sàng nô lệ tình yêu. Bây giờ vậy anh thì người nam mà đã cai dao tụng nữ không có rành, nhưng mà anh biết được có một câu đó là thuyền theo lái gái theo chồng ha. Bây giờ em muốn anh dọn qua đây ở cái gì, anh có điều kiện. Điều gì? Là kể từ ngày hôm nay em dứt khoát không nói tiếng Bắc mà phải nói tiếng Nam. Này nhá, đừng có mà được đằng chân lăn đằng đầu nhá. Ông mà lấy được tôi ấy, là giống như là mèo mù vớ được cá rán ấy nhá. Ở được thì ở, không thì xéo thẳng. Giỡn chơi mà. Làm dữ quá. Mà con. Dạ. Má chồng con nói cá rán phải là con cá lai con gián không? Không phải. Nói con dạ, cá rán là gì? Cá gián là cá chiên đấy chú Tư ơi. Bởi vậy con nói chú Tư đi học tiếng Bắc đi, để mới ở được với má chồng của con. Trời ơi, né luôn. Quả này nó né như người ta. Quả né hụt. Trời ơi, né hả mày? Dễ gì bắt người ta. Né hả mày? Ây da, ây da, ây da. Chụp được rồi. Ôi, ây da, né hụt. Né hụt. Ta đói quá. Đói quá hả? Có gì ta ăn không? Rồi, 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 kiếm cái gì ăn đi. Nhưng mà nhà tôi nghèo lắm, có mái tranh là đâu có cái gì đâu mà ăn. Trời ơi. Hay là quả cạp đất ăn đi. Trời, nghĩ sao vậy? Cái mỏ quả như vậy sao cạp đất được? Ta giới thiệu cho hai cái mỏ cạp được đất nè. Mỏ nào? Cái mỏ ông với mỏ Hoài Tâm á. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Cái mỏ tôi không có cạp được, mỏ Hoài Tâm với mỏ ông cộng lại là cạp 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 nạo banh cái đất này luôn á. Nhưng mà bây giờ đâu có cái gì đâu mà ăn. Ông có gì ăn nhà hả? Tôi giờ chỉ... Trời ơi, giờ có gì ăn không? Cái gì vậy? Ê ê ê ê, thôi nghe. Hồi xưa giờ người ta nói là người ăn chim, chưa bao giờ có chim ăn người nha. Cái gì vậy? Ôi, mấp quá. Hả? Sao nó biết mấp luôn ta? Trời ơi, nhìn mọng nước đi chứ trời ơi. Sao nó biết vậy? Thôi nghe, thôi nghe. Quá quá. Thôi. Quá quá, tránh ra, tránh ra. Cái gì vậy? Đây, nãy giờ tao manh nghe là mấy cái khế này nè. Trời ơi, trời ơi, nó mọng nước mà nó vàng ươm à. Vậy sao không nói khế đi, cứ dòm nó cứ tưởng nó ăn mình không à. Trời ơi, nghĩ sao ăn ông vậy? Ôi, cái ê, ngon quá. Qua, 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 qua. Sao, sao, sao? Đi qua đây, đi liền. Sao vậy? Không được, không được. Sao vậy? Gia tài tao có một cây khế à. Trời ơi, quả mà ăn hết khế tôi lấy gì tôi sống. Trời ơi, tao ăn có quả khế không mà làm gì sống không được. Cho tao ăn đi, tao đói quá rồi. Không, dứt khoát không. Trời ơi, tao đói quá rồi. Không cho tao ăn á. Người ta nói quả mà chết trong nhà người nào á là nhà người đó hả? Mạt ba đời luôn đó. Hả? Mạt ba đời? Đúng rồi. Ủa sao tao đời thứ năm tao vẫn còn mạt nè? Thì bỏ vậy. Ông cho tôi ăn là mạt luôn, hết kiếp nhà ông luôn á. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà quả nói sao, ăn một trái thôi hả? Ăn một trái, only, only one. Hứa rồi nha. Hứa. Khế ơi, chấp nhận mất một trái khế ơi. Quả, quả, quả. Only you. Ê, ê, đừng có rung. Only you. Nhỏ quá, ăn không có đã. Trời ơi. Only you. Ăn nó không ngon. Only you. Trái này ngon nè.
Gia tài của tôi thì cha đi, giờ đói quá rồi mà cứ khóc vậy rồi sao ta ăn được. Bởi vì thôi ta ăn lại. Trời ơi, khóc nó cũng ăn luôn rồi. Con này cũng quả, nó ác quá thì ác luôn. Trời ơi, ơi quả. Biểu coi, lại đây biểu. À là mày ăn đúng một trái rồi hả? Ăn đúng một trái rồi. Trời ơi, xong rồi con là trời ơi. Nó ơi. Trời ơi, tàn nát khế của tôi. Nè, nó nghe nè. Nó khóc kìa. Nó lượn ơi, nó rác kìa. Nè, dân gian loài quạ của ta có truyền thuyết là ăn một quả khế trả một cục vàng, may tới ba gan mang theo mà đừng quá. Mà đừng có xạo quá. Ê quả mà xạo hơn người luôn nha mày. Cái chuyện đó là chuyện truyền thuyết, bây giờ làm gì có cái chuyện đó. Có thiệt nha. Có thiệt không? Có thiệt. Vàng đâu? Giờ không có, chút xíu nữa mới có. Giờ không có. Ừ, chút xíu nữa có. Đợi chút đi. Nó ăn vô xong nó nói chút xíu. Thôi nghỉ nghỉ nghỉ, khỏi cần luôn, khỏi cần vàng luôn. Ủa sao vậy? Ê, mày nghĩ sao vậy? Mày ăn cho đã vô xong chút mày làm ra một bãi rồi bắt tao dọn dẹp vệ sinh nữa. Ông nội ơi, cái đó không phải. Trời ơi, nghĩ sao mà tôi cho cái vàng đó vậy trời. Tôi cho thỏi vàng thiệt luôn. Vàng thiệt luôn hả? Vàng thiệt luôn. Ê quả thiệt luôn hả? Thiệt luôn. Vậy là tao giàu rồi phải không? Giàu rồi. Khỏi mày túi ba gan luôn. Túi này đựng vàng vậy là đủ giàu rồi. Ôi đây đúng là người đàn ông chân thật quý vị ơi. Ta nói mày túi ba gan ông mang cái bịch ni lông đi chợ về nè. Trời ơi dễ thương quá, thôi cất vô đi rồi ta đưa đi lấy vàng. Đi liền. Tao. Cái gì? Mới khen đâu cái té hèn à. Thứ gì mà nghe tới vàng cái nổi cái máu tham lên liền à. Từ từ đi. Biết cái nội quy chuyến bay chưa? Nội quy làm sao? Chích Covid chưa? À chích rồi, chích 4 mũi luôn. Trời chi chích với 4 mũi vậy ông nội? Không phải, sợ chết lắm. 3 mũi Covid với 1 mũi blue luôn, làm luôn. Ờ vậy hả? Chết luôn hết rồi hả? Hết rồi. Thôi được rồi, ngồi đó đi. À ngồi. Nghe rồi đó, vàng cái lanh danh liền à. Vàng mà ai không khoái? Ừ gì tham lam cái ớn luôn à. Mới khen nó cái trở mặt liền à. Quả hãng hàng không Chim Quà Airlines xin kính chào quý khách. Để đảm bảo cho chuyến bay được an toàn, xin quý khách thực hiện những nội quy như sau. Không được hút thuốc trên máy bay vì khi tàn lửa rớt xuống có thể làm cháy lông chim dẫn đến bỏng chim. Trên chuyến bay yêu cầu tắt điện thoại, tuyệt đối không được để chế độ rung vì khi chế độ rung có thể làm chim co giật và rung liên hồi. Trong chuyến bay yêu cầu quý khách không được để ý quan sát những loài chim xung quanh, nhất là chim đực. Vì khi như vậy, chim cái có thể mê trai hủy chuyến bay. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị không được dạch lông chim để tìm lộ thoát hiểm. Nếu trong chuyến bay có điều gì bất cấp xảy ra, quý khách không cần lấy áo phao hay mặt nạ túi dưỡng khí, chỉ cần lấy mặt nạ đắp dưỡng da cho thiệt đẹp để về chầu ông bà ông già. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng cho chuyến bay hãng hàng không Chim Quà Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay xa thật thanh thản. Bon. Khách đâu rồi? Ủa khách đi đâu rồi khách ơi? Nó đi công chuyện rồi. Ôi khách ơi ra đây đi khách. Trời ơi nghĩ sao vậy? Trời ơi, chưa... Cái gì đâu vậy? Chưa bay mà gặp ông bà ông giải rồi chúc chuyến đi xa thanh thản. Trời ông nội tôi cũng không dám đi nữa. Tao nói giỡn chơi vậy thôi chứ tao bay mấy chuyến nào cũng an toàn hết trơn à. Thiệt không? Thiệt. Vậy đi liền phải không? Trời đi liền đi. Ừ. Leo lên hả? Ừ, leo lên. Dạp xuống. Cái gì vậy? Ta đã nói rồi không có được sử dụng cái điện thoại mà tại sao lên đây rung mà bóp cổ tao ngợp thở rồi sao tao bay? Không phải điện thoại rung mà tôi rung, sợ chết. Trời ơi, ông nội ơi, ông sợ chết, ông bay làm chi thôi, ông leo lên đi. Leo lên hả? Leo lên nữa. Ông ngồi ngược lại đó, khỏi bóp cổ tôi chết ngắt giữa đường nè. Vậy đó hả? Rồi, nắm cho tôi cho chặt nha. Rồi. Nha, mà đừng có sợ nha, bình tĩnh nè, để tôi bay nè. Rồi, bay nè. đi. Đó, bay. Ôi, mày. Đó, thấy không? Mày nó bay qua mặt tôi. Bay không? Ơi, nó bay qua mặt. Bay nó nhẹ nhàng vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Gió, chuyến bay nào mà bay nhẹ nhàng như vậy không trời. Trời ơi lạng. Trời ơi.
Không nhận bay đã thì đó, thấy không? Bay nhẹ không? Nhẹ quá. Bay nhẹ, bay nhẹ. Ủa sao ông bay với tôi ông nội? Tôi đang bay đây. Trời ơi, ông tỉnh mộng giùm tôi cái đi. Cái thứ gì người ta bay nãy giờ không có bay chung gì hết trơn rồi. Để ta bay mình ta lạc lõng quá à. Đứa nào chơi mất dạy vậy bay? Tôi á. Hả? Trời ơi, bay mà không có hợp, không có tác hợp gì hết trơn sao bay được. Chứ giờ sao? Leo lên chuyến bay. Ngồi ngược lại. Rồi thôi đi đi vậy đi, cho anh chắc an toàn đi. Vậy đi. Rồi. Bye. 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 Tới rồi. Bịch. Hả? Rớt cái gì vậy? Máy bay ta vừa đáp cánh đó. Trời ơi, nó đáp tưởng mà rớt cái gì không? Ủa tới chưa? Tới rồi. Đảo đâu? Thì đây nè. Đảo nè. Đây hả? Ừ. Ủa nhà ta bên đường. Băng qua đây vùng binh. Ủa rồi đảo đâu? Thì đảo vòng là tới đó. Trời ơi, cho con quỷ quạ này không giết nó không được rồi. Hồi nãy ông nói tao đi bộ quá. Cho bắt nó lên chứ. Rồi tim ông muốn rụng luôn à. Tao làm gì cho nó kịch tính đó mà. Phải không? Rồi tới đảo. Ủa, vàng rồi đó. Vàng đâu? Vàng đâu? Trời ơi, đâu phải muốn lấy vàng là dễ đâu. Phải từ từ. Sao? Phải gặp chúa đảo mới lấy được vàng. Hả? Có chúa đảo luôn hả? Có chúa đảo luôn. Chắc chúa đảo ghê lắm. Một mắt một giò đúng không? Không có. Bà chúa đảo này dễ thương lắm. Vậy hả? Ừ. Bà chúa đảo ơi, có khách? Không có ở nhà, đi về cái sân rồi. Hả? Bà chúa đảo ơi, có trai đẹp đến? Ra liền. Trời ơi. Lên lóc nhà là bắt quả già. Lên đánh em ơi, lên. Lên nóc nhà là bắt quả già. Lên nóc nhà là bắt quả già. Trời ơi, tôi sắp leo lên tới nóc nhà, tôi bắt được quả già là cái nó tắt nhạc cho tôi tuột mút luôn. Thiệt tình vậy đó hả? Ai đây? Ủa ai vậy? Ta xin tự giới thiệu, ta là bà Cố Quạ. Ngươi là ai? Dạ con là con cháu của bà chú Quạ nè. Gì? Mày là con Quạ? Đúng rồi, ta là con Quạ. Trời sao nó như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con Quạ gì ta không có tin. Ngươi là con Quạ hả? Đúng rồi, ta là con Quạ nè. Mày làm gì vậy? Dạ con phải bay gì cho nó biết là loài Quạ. Tao thấy ông giống Quạ, giống chim cánh cụt á. Làm vậy chi cho mệt vậy con? Dạ. Trời đất ơi, đây nè, đâu làm gì đâu. Dạ. Đó, đây nè, đó cánh nè, đó lông nè, đó nhìn nè, đó nhìn là biết bà quạ già rồi, thấy chưa? À. Dạ. Mày là quạ nào? Dạ, con là quạ con cháu nè. Trời ơi, dòng họ nhà tôi một bầy quạ, mỗi một ngày nó đẻ ra một bầy. Trời ơi, 2000 năm nay biết bao nhiêu con, biết con nào là con nào? Trời ơi, là trời, nguyên cái tuổi thanh xuân của em đó mấy anh mấy chị. Là em ở nhà em ấp trứng không đó. Thôi, ê bà chú Quà, bà chú Quà. À, mày là con Quà ngu đúng không? Dạ, đúng rồi, con là con Quà ngu nè. À, mày tới làm gì vậy? Dạ, con tới đây con xin vàng. Mày ăn khế của người ta nữa đúng không? Dạ, đúng rồi, ăn khế trả vàng. Ăn khế trả vàng? Dạ. Thì cái đám cháu của tụi nó bay khắp nơi, cái nó ăn khế, mỗi lần nó ăn cái nó ăn khế trả vàng, ăn khế trả vàng, mấy túi ba ghen mang theo mà đường. Chúng là đề hốt cái trơn vàng, không còn cục nào hết trơn trời. Giờ tao còn cái hầm kìa, mày kêu xe tới mày hút luôn đi. Rồi. Con quỷ. Dạ. Trời ơi, bay đi ăn vàng, ăn vàng. Dạ trời. Bà đã nói rồi, chừng nào đứa nào có chồng có vợ mới có của hồi môn, hiểu chưa? Rồi con không thể nào lấy chồng được. Mày kiếm ai mày lấy đại đi, mày lấy này nè. Hả? Con người sao lấy? Hả? Muốn có vàng đúng không? Đúng rồi. Vậy cưới cháu của bà đi rồi bà cho vàng. Thôi không được đâu. Tự nhiên người đi cưới thú. Trời ơi, tình người kiếp thú dễ thương lắm. Cái gì? Mà không được. Lỡ đám cưới rồi cái ngày đám cưới cái ca sĩ lên hát. Bây giờ hát tiếng người thì quạ không nghe được, mà hát tiếng quạ người đâu nghe được. Thì hát song ngữ con. Có không? Ừ. Mày thích bài gì mày hát đại đi, tao làm cho coi nè. Phải không? Hả? Thử nha. Ừ. Em ơi có bao nhiêu? Quá 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 quá. 20 năm đầu. Quá 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 quá. 20 năm sau. Quá 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 quá. Trời ơi, nghe quạ hát xong muốn quạo luôn vậy đó trời. Ta nói rồi, có vợ có chồng ta mới cho của, nghe chưa? Kỳ dạ. Mỏi ghê. Ha, bị gì vậy? Điện thoại.
Trò quả cũng có điện thoại nữa hả? Có, điện thoại cảm ứng. Ồ, có alo, cảm ứng anh tới rồi hả? Ừ, vô đi anh. Trời ơi, à, con mày tôi sáu vàng không? Vô đi, vô đây đi anh. Trời ơi, anh tặng quà cho em hả? Để em coi cái gì nha anh. Cái gì vậy, lấy ra cho em đi anh. Ôi cái gì trắng trắng dễ thương quá vậy. Ôi, ôi trời đất ơi. Hả? Trời ơi. Máy giũa iChell. Trời sao em thích, em thích quá trời à. Ôi, mỗi ngày em sẽ giũa móng nè ha. Xong rồi cái em giũa nanh. Em thấy ai tánh mà cạch giỡn á, em giũa luôn cái tánh. Em thích lắm trời. Còn gì nữa không anh? Wow, trời ơi, cái này là làm mịn móng nè. Còn cái này làm bóng bóng đúng không anh? Trời em thích ai treo quá. Hai anh có mai túi sáo vàng chưa? Đi theo em, vô đây lấy vàng. Đi nào, trời ơi, ai treo, ai treo. Ta nói bởi vậy hả? Ta nói cái đảo này mất hết vàng là do bà chú ngoại tôi đó. Bà mê trai lắm, có trai nữa là bà cho vàng hết trơn. Con cháu đâu lấy được cái gì của bà đâu. Bỏ gì thiệt tình luôn á. Rồi rồi rồi, vàng đâu trả tôi. Ôi. Hả? Thì từ từ có liền nè. Yên tâm đi. Yeah. Ai có vàng không? Hả? Cái gì vậy? Vàng. Vàng không? Hả? Có ai mua vàng không? Chào chị. Gì? Chị bán vàng hả? Chị bán vàng gì vậy? Chị giới thiệu với em đi. Vàng 24 mua không? À 24 cao giá lắm, em mua được. Chị có vàng gì thấp thấp hơn không? Thì tao có vàng 18, 14. Mày muốn vàng mười mấy? Dạ em muốn vàng 15 không gram tường tiên đá cú. Ra tao biểu nè. Dạ. Nè, đi qua góc bên kia kìa, cái vàng karaoke kìa. Mua ngay nghe không? Nếu không mua được cái vàng karaoke á, dở về đây mày có tin tao cắt hai cái chân mày luôn đi không hả? Quả ơi, mày nghẹo chứ nghẹo hoài vậy. Dạ. Ngu. Dạ dạ. Wow. Dạ chị ơi chị. Em vẫn chơi chị thôi. Chứ thật sự em không có tiền mua vàng. Chị có bán hột sàn không? Quà nó nặng. Quà này nó lạ lùng á, khác người ghê vậy đó. Dạ. Mua vàng thì không có tiền mà mua hột sàn. Hột sàn thì chị đầy. Vậy em hả? Muốn mua mấy ly? Dạ chị cho em 3 ly sinh tố bơ đi. Gì mày? Để em viết nó cho chị. Trời mày ngu quá quả ơi. Tao mà không bóp cổ bà viết mày rồi đó. Rồi em viết nó rồi đó chị. Dạ chị, em giỡn chơi. Em giỡn mày chơi đó nha mày. Dạ. Mày hên là tao bán vàng chứ tếu mà tao mà bán hòm á nha. Là chị sao? Tao cho mày vô hòm luôn chứ chị. Còn nếu chị bán đất thì sao? Tao chôn mày luôn. Còn nếu chị bán lựu đạn thì sao? Tao nổ banh xác mày. Trời ơi, cái xác mà nó banh ra mà đi gom từng cái miếng vụn xác rồi gớm lắm luôn á. Cũng biết hả? Dạ. Qua bỏ đi. Hả? Tao ướt quần rồi. Cái gì mà nhát vậy, đi qua chỗ kia đứng đi để tôi qua tôi nói chuyện với chị nè. Chị bán vàng, em vẫn chơi với chị thôi chứ thật ra hôm nay em dắt mối dẫn khách lại cho chị. Rồi cái anh này ảnh mua vàng mà ảnh hiền lành, mà ảnh chân chất, mà ảnh thật thà, mà bị cái anh xấu quá. À. Xấu quá. Dạ. Chị thích. Hả? Trời cái gu chị lạ lùng quá vậy. Cái gu độc quá vậy. Mà chị biết không, ảnh xấu mà ảnh còn nghèo nữa chị. Người ta nghèo là nghèo rớt mồng tơi, ảnh là không có cái mồng cái tơi để mà rớt luôn. Ủa chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Nghèo rớt mồng tơi lấy gì tiền đâu mua vàng mày? À, không, ảnh vẫn mua được, tại vì ảnh xấu không, ảnh là ảnh vẫn mua được cái chị. Chị em nói chị nghe nè. Chị ảnh nghèo đó, chị bán giá vốn cho ảnh nha, đừng lấy lời nha. Nha. Mà lúc chị bán xong chị nhớ chia cho em 20% tiền hoa hồng nha. Chị kiếm gì vậy chị? Kiếm súng. Hả? Thôi chị để em thối lại 20% ngược lại cho chị nha. Trời ơi, sợ quá. Trời quá. Hả? Mày ghẹo chi vậy? Bây giờ tao không dám gặp bả luôn á. Tao không dám tới gần luôn á. Vô gặp đi. Về. Đứng lại. Đi lại đây. Đứng lại kìa. Đứa nào không có phận sự đi ra chỗ khác. Đi không có. Tôi không có phận sự, tôi đi à. Ở đây luôn đi. Không, tôi đi. Thôi mà. Ông vô đi. Trời ơi. Nè. Bỏ tiền. Bỏ rồi. Tao nói mày bỏ ra. Rồi bỏ hết rồi. Mày quay ra đây trình tao nè. Quay rồi, chào. Quay lưng là sao? À.
Vàng. Bông. Anh đây. Bông. Ô chàng đã được đặt cạnh nàng như lời xưa hẹn ước. Anh. Hả? Tôi nhạc đang buồn mà anh vui dữ vậy. Đâu có vui. Anh đang kiếm cái gì anh chọi chết bà ăn quà này không? Ôi. Trời ơi, người ta đang lãng mạn làm lắng xẹt à. Anh ơi. Muôn thú là loài mình phải yêu thương, mình phải nâng niu chiều chuộng, bảo vệ nó. Anh để cho em nha. Đùng. Cái gì vậy? Em bắn chỉ thiên thôi. Cảnh cáo á hả? Ồ. Hết hồn. Chị cảnh cáo thôi mà chết chim bạn em luôn nè chị. Thấy không? Anh chết mà chết không có thiên đó, anh còn kêu chết oan. Chết oan, thấy không? Mày có tin là chút này mày cũng nói hai câu đó luôn không? Không có. Em nghe lại rồi anh kêu bé ngoan. Bé ngoan. Trời ơi. Vàng. Bóng. Trời ơi, bao nhiêu năm mới gặp lại em. Bao nhiêu năm anh đi đâu mất tiêu à. Em tìm anh gần chết luôn vậy á. Thì cha mẹ em ngăn cấm, xong rồi hẹn nhau ngoài bờ đê đó để bỏ nhà đi. Anh ra đó 2 năm trời mà em không ra, cái anh làm cái lều ở đó thêm cả chục năm ở đó nữa. Lều của anh là cái lều bên góc kia mà sập sệ vậy đó hả? Đó đó. Vậy sao anh không qua mua vàng của em? Trời ơi, sốc ghê không? Rồi cái lều sập sệ không có ăn đi mua vàng. Nhưng mà sao anh không tìm em mà không chịu? Có hôm đó là anh coi như là dùng hết can đảm đi qua gặp em. Anh vừa mới thò chân xuống đường. Rồi có thằng khốn nạn nào nó chạy chiếc xe lam màu vàng, nó cán ngang gãy lìa cái chân anh luôn. Hả? Chiếc xe lam màu vàng? Đúng rồi. Xe của ba em. Trời, ba em á hả? Trời, hoàng gia quá. Xong đó mấy tháng trời nằm bệnh viện, anh lành được cái chân rồi. Anh quyết định qua gặp em nữa. Anh thò cái chân xuống đường. Có hai con mệt rê đó, cái ra cắn muốn lọi tay anh luôn à. Hả? Hai con mệt rê? Đúng rồi. Chó em nuôi á. Cũng có em luôn. Sao mỗi lần anh tới với em là toàn là tai họa không à. Tội nghiệp anh ơi. Quá à. Thôi anh yên tâm đi, em sẽ dùng hết cuộc đời của em để lo cho anh. Vàng của em sẽ là vàng của anh. Anh không cần vàng. Mày ngu dữ mày. Dạ. Vàng mà không cần cần gì, cũng lẽ cặp đất ăn. Không có, ý đó là anh cần em thôi là đủ rồi. Nói vậy được. Trời ơi, mừng quá. Thôi mình đi đi anh. Đi đâu? Đi động phòng. Đi động phòng. Ừ. Trời, bứng rồi. Đi anh ơi, đi anh ơi, đi. Đi liền, đi liền. Đi. Ủa chị ơi, chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Trời ơi, chị đi động phòng em. Trời ơi, chị ơi, chị quyết định có vội vã quá không? Cái gì mà vội vã, 20 năm chờ đợi rồi, chị phải bung xóa thôi. Trời ơi, đây, chìa khóa phòng khách sạn em mới mướn cho chị đó. Chị cầm chị đi liền đi. Trời ơi, không thì người ta tính thêm tiền. Đi lẻ đi chị. Em. Đi anh ơi, đi em ơi. Trời, nồn quá, nồn quá. Mấy chục năm rồi. Trời ơi, đã quá. Cuối cùng chàng trai cũng đã lấy được vàng. Không những lấy được vàng mà lấy được cái ngàn vàng. Cuộc sống họ thật là hạnh phúc. Câu chuyện kết thúc thiệt là có hậu. Trời ơi, ai bắn tôi vậy trời, ai bắn vậy? Chị bắn súng ăn mừng đó em. Trời ơi, chị bắn súng ăn mừng làm hết rồi mà. Em ơi, sao em bắn có bông như người anh vậy? Mỗi lần tới với em toàn là tai họa không à. Nhưng mà không sao, anh vượt qua hết, đến với em là được rồi. Trải qua bao nhiêu sóng gió và tai nạn khó khăn, cuối cùng họ vẫn bên nhau mãi mãi. Câu chuyện thật là có hậu. Trời ơi, không có hậu đâu. Nó không có chịu lấy vàng. Nó đòi nướng bà nè con ơi. Ôi, quay đã luôn đi. Thứ bên trai à. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Xuân đã đến bên này, đến luôn bên kia. Xuân đã đến bên này rồi sang bên kia. Bà đang đứng bên đây, ngó sang bên con. Bà đang đứng bên này, đang chờ để qua bên con.
con quậy ha. Cậu cái gì, người ta nói không có sai mà. Con gái mà sắp lấy chồng hớn hở không bắt cỡ. Giờ này sao chưa thấy cái thằng Hăng Rô Tòng nó tới vậy? Biết làm sao. Hẹn gì có chuyện cần nó mà nó tới trễ là sao? Kỳ quá, à, ba cho con mượn cái phone con gọi ảnh thử coi. Nè, có lẽ lên. Alo. Khỏi alo, Hăng Rô tới rồi. Trời đất ơi. Kêu con kiếm cái thằng giống thông dịch ha? Con kiếm cái thằng bán vàng vô chi vậy? Anh Tổng á. Anh Tổng á hả? Chú Tư, chú Tư không nhận ra con hả? Hăng Rô nè. À, thấy nó cười mới biết là Hăng Rô. Mà hôm nay con đổi tên rồi. Đổi gì? Con lấy tên là Hăng Rư. Trời ơi, hô riết hư răng luôn. Không phải, con liệu tên là Henry. Henry. Dạ, Henry. Ừ. Dạ. Ủa? Cái gì em? Anh Henry. Sao? Sao anh mặc cái bộ đồ vàng khè á? Anh mà đứng kế bên chậu bông cúc nhà em không biết cái chậu nào là bông cúc mà cái nào là anh á. Vàng lắm ha em. Vàng quá anh ơi. Vàng đang có giá mà. Tiền đô mới tụt giá. Công nhận ra Tết nhất nhà chú Tư trang hoàng. Tao nói thấy cả một mùa xuân tràn ngập vô nhà chú vậy đó. Nhưng mà con không chịu cái này. Chịu gì? Cung chúc tân xuân. Thời buổi này rồi mà còn cung chúc tân xuân gì nữa chú. Mình phải để là Happy New Year. Có. Em có nói ba em rồi là phải để Happy New Year là bị gì hôm nay nhà có người Mỹ qua mà em hỏi ba em không chịu. Hôm nay nhà mình có khách Mỹ hả chú? Ờ. Mỹ thiệt không chú? Không lại Mỹ Tho à mày. Tao nói cho mày biết luôn. Có người giới thiệu á con Kim Chi cho một ông Mỹ. À. Bữa nay á ông sẽ bay thẳng từ Cali về đây. Coi mắt nếu mà được thì ông sẽ cưới rồi bảo lãnh nó qua Mỹ luôn. À. Chú Tư nói làm con buồn đứt ruột chú Tư. Mắc mớ gì mày buồn đứt ruột? Con thấy là trong làng này nè, con trai mà tài giỏi mà coi được được á cũng nhiều lắm mà. Tại sao? Tại sao chồng gần em không lấy mà em đi lấy chồng xa vậy em? Ngặt cái á, ở làng mình á, có mình anh đẹp trai nhất hà. Có mình anh giỏi nhất hà. Anh biết mà. Mà tại vì anh á, anh có vợ rồi. Bây giờ em muốn lấy chồng, em lấy ai giờ? Nè nè nè, đừng có nhắc đến cái nỗi đau thương lòng của anh nha. Nhiều khi tôi nói đẹp trai nó cũng có cái nỗi khổ của người đẹp trai. Chú Tư biết không? Cái ngày mà con cưới vợ, con nói con gái trong làng này nó khóc hết nước mắt gì con. Nhưng mà biết làm sao giờ, con chỉ lấy được có một vợ thôi. Chịu. Mày tự tin quá hả Tầm? Chắc lâu lắm rồi mày không soi gương phải không? Con gái ở làng này nó mừng là tại vì mày không lấy nó đó. À, chú Tư ganh tị rồi nói vậy thôi. Tao nghe nói là mày giỏi tiếng Anh, tao mới mời mày qua đây, thấy không? Để mày lát mày làm thông dịch giùm tao. Chứ không phải mày qua đây mày đốt pháo thôi chứ mày. Đúng rồi, đúng rồi. Trong làng này là con giỏi nhất là tiếng Anh mà. Đó. Đúng rồi, chú tìm con thông dịch là quá giỏi. Không phải mình anh biết tiếng Anh đâu. Em cũng có học tiếng Anh á mà em biết được có mấy chữ à. Ừ. Anh nói em bao nhiêu lần rồi. Học tiếng Anh nó khó dữ lắm. Em phải có cái technique thì em học nó mới dễ. Trời đất ơi, học tiếng Anh mà phải test đích luôn hả? Không phải chú Tư. Mày cái, mới... gì? Cái gì mà technique ở đây? Mày mới nói đó. Con nói là technique là cái phương pháp. À, đó. Em nè. Technique. Không phải. À, ta hiểu rồi. Trời ơi, tại vì cái hàm răng nó không nói chữ nít được mà. Mình học tiếng Anh, mình phải có cái phương pháp. Mình phải biết đem tiếng Anh mình bỏ trong văn thơ mình đọc ra nó vèo 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 vậy nó mới dễ thuộc lòng. Em sao, biết không? Sao sao sao? Sao đây nè. À, chẳng hạn như hello có nghĩa xin chào. Wow. Goodbye tạm biệt. Thì thào whisper. Hay. Lai nằm sleep ngủ dreamer. Quá giỏi. Thấy cô gái đẹp. See girl beautiful. I want tôi muốn kiss thì hôn. Lift ngồi ai mắt. Sướng rồi, oh yeah. Học tiếng Anh là phải vậy đó. Tao nghe mà đọc tùm lum tà la, tao không có hiểu. Nhưng mà tao thích nhất là ở chỗ mà sướng rồi, oh yeah. Có được á. Vậy là con với của chú Tư đó là cùng chung sở thích. Em ơi em, người yêu của em tên gì? Ảnh hả? Ảnh tên Tâm Cô. Em. Ảnh tên là Tom Cruise.
tôm khờ cu. Nói tiếng Anh em phải cong cái lửa lên và mớ nước miếng ra. Tôm khờ cu. Tôm khờ cu. Bỏ đi. Bỏ qua. Không được đâu. Em biết sao không? Việt Nam mình con trai nó mới có tên cu. Mỹ nó làm gì có cu. Trời, mày nói cái gì vậy Tâm? Nói thiếu rồi. Không phải, con nói là Mỹ nó không có tên cu. À, tiếng Việt nó nói cho rõ ràng. Thiếu một chữ là nguy hiểm nghe không? Vậy biết. Tao hỏi mày về qua đây, giờ này mày mới thực tập thì nào mới nói được. À, thôi lát ngồi, không dịch ở đâu luôn. Rồi. Yeah. Yên tâm, không dịch là nghề của con mà. Chú Tư nhớ con Phượng ở đâu làng mình không? Phượng lé chứ gì? Đó, tao nói hôm bữa mà cổ đi lấy chồng Mỹ đó. Cổ có biết tiếng Anh tiếng em gì đâu. Ừ. Đêm động phòng có mướn con về ngồi kế bên vậy đó. Ngồi kế bên để rình hả mày? Rảnh lắm sao tự nhiên ngồi kế bên rình cổ. Ngồi kế bên không dịch cho cổ động phòng. Trời đất ơi, động phòng cần gì thông dịch mày? Trời ơi, động phòng mà không thông dịch nó biết gì đâu nó làm. Thôi mày đừng có xạo mày. Xạo cái gì? Tao nói mày nghe, động phòng á là chỉ có lên với thở thôi, có nói đâu mà thông dịch. Ba mày, chắc mày thông dịch cái chỗ mà sướng rồi. Oh yeah. Thì đó. Mày đừng có xạo mày ơi. Ủa, cái gì vậy? Hả? Đúng. Cái gì vậy? Đâu vậy? Có điểm gì không mày? Hello! Good morning! Happy New Year! Ê, có điểm gì không mày? Ai biết điểm gì? Tự nhiên đầu năm đầu tháng có bà Mỹ Đen đi lạc ở nhà tao nữa. Biết đâu tự nhiên song vô nhà, ai biết? Con nghĩ là bà này bà đi lộn nhà rồi. Anh Quang hỏi thì bà muốn gì mà anh vô nhà mình? Để con. Ừ, nhiệm vụ mày đó. Bà sang con coi. You! Who are you? I am American from California. My name is Tina Turner. Okay, thank you. Bà nói cái gì đó? Bà nói bà là người Phi Châu. Mẹ ở Africa. Tên từ Carolina. Tên bà là Tina Turner. Tên gì mà nghe giống cá tuna vậy cha? Tướng bà này giống cá mập hơn đó chú. Vậy không phải cá mập, cá heo. Heo gì? Cá mội á. Để qua mày hỏi bà lại. Em biết rồi, chắc là cái bà Mỹ này nè, bà vô nhà mình bà tìm xác lính Mỹ đó. Bà nhớ không, hồi xưa bà kể con làng mình nó đánh nhau quá trời á, chắc là bà tìm xác lính Mỹ đó. Anh hỏi đi. Mày qua hỏi phải gì không? Rồi, để con. Are you looking for that American? No, man. I don't looking for no that American. What's the matter with you? Bà nói gì vậy? Bà nói là bà không phải là đi vô đây tìm sắc lính Mỹ gì đâu. Mày hỏi cho chi tiết hơn. Có phải là chồng bà chết ở vùng này không? Đúng rồi. Your husband died soon here. What? You know what? My husband been sick for a while, but he not died yet. What's the matter with you? What's wrong with you? Cái gì vậy? Ủa trời ơi, tự nhiên kêu con hỏi cái gì? Bà nói chồng bà nó phải chết ở đây đâu. Đây, em biết rồi. Cái xác á, lâu rồi, bây giờ em nghĩ chắc là kiếm hài cốt đó. Hài cốt đúng không? Kiếm hỏi hài đi, cốt hả? Hài cốt. Để anh. Cái gì vậy mày? Chú Tư. Hài cốt là gì chú Tư? Thằng này ngu quá vậy? Hả? Hài cốt không biết hả? Hài cốt đó là... Là cái gì vậy con? Mệt bao quá à. Hài cốt mà cũng biết nữa. Hài cốt là xương đó. À, xương á. Trời ơi, ai không biết hài cốt là xương?
con hỏi hài cốt tiếng Anh là gì? Trời ơi, mày hỏi tao hỏi ai mày? Mày là thông dịch mà. Con thông dịch mà cái chữ này con chúa học. Trời ơi, mày giỡn vậy mày? Mày phải nghĩ cách này lại lên. Để con. Xương phải không? Đó. Con có xương đó. Ok. Are you looking for American bomb? What? Bomb. Oh, bones. Oh yeah, bomb. I don't looking for no bones. Better with you. Trời ơi, bà không phải đi tìm hài cốt cái gì hết tự nhiên. Thì giống cái gì hả? Mày hỏi bà coi. Bà qua mày hỏi bà coi, bà vô đây làm cái gì? What you want from me? I don't want nothing from you, man. Today the Happy New Year's Day, right? Yeah. You have something to eat? Yeah. We have to eat first and we talk later. Tao nghe nói là như cái đồ ăn cà ri phải không? Hả? Đúng rồi. Bà nói là bà đói bụng quá, cho bà ăn đi rồi bà mới nói sao? À, được rồi. Trời đất ơi, Mỹ. Bây giờ mình cho bà ăn đi. Dạ. Lấy mứt mời bà đi con. À, this is mứt sen. Thank you. À, không có chi. You know what? I love Vietnamese food. Yeah, yeah. I love so much. This stuff is good, you know. Yeah. You know what? Do you have something to go with it, like a cup of hot tea to go with it? Gì vậy? You speak fast. You speak slow, please. Do you have something to drink? Go with it, food. Drink. Gì vậy? Này, anh Tòng, em nghe được một chữ ti. Ti là trà đó. À đúng rồi chú Tư. Bà nói cho bà uống trà đó. Cho bà uống trà đi chú Tư. Lấy trà cho bà. Dẹp. Không có trà trước hết trơn á. Mày biết bà là ai? Thấy không? Đủ mới vô lộn nhà mời bà hoài sao? Bây giờ mày nói bà đó, không có mời bà ăn khơi khơi gì được. Nói bà đi. Đúng rồi. Đâu có cho ăn khơi khơi gì được. You cannot eat ocean. What the hell are you talking about, man? Cái gì? Bà đòi bánh bao hả? Không. Chú Tư. Bà này Mỹ mà dốt, chú Tư. Sao vậy? Tại con nói tiếng Anh gì mà bà không hiểu con nói cái gì hết. Mày nói sao bà không hiểu? Thì chú Tư kêu là đừng có cho bà ăn khơi khơi. À? Khơi khơi là gì? Khơi là biển. À. Biển là ocean. Khơi là ocean. Đúng rồi. Vậy mà sao bà không hiểu con nói cái gì? Bà bắt đầu sợ cái trình độ tiếng Anh này rồi đó nha. Giỏi quá phải không chú Tư? Giỏi quá. Giờ để con làm việc với bà này. Rồi. Excuse me. Stop right there. Let me celebrate New Year's first, okay? What you want from me? I want bánh chân. What? Bánh chân. What? Bà kêu mày bánh chân ra đó. Cái gì vậy? Thì bà nói. Cái gì vậy chú Tư? Bánh chưng. Ba. Cái này là bánh chưng. Yeah, bánh chưng. Bánh chưng. Yes. Bánh chưng. Oh, you want bánh chưng. Bánh chưng mà tự nhiên cái bánh chưng con. Ai mà biết. Mày lấy bánh chưng cho bà ăn đi rồi. Bà. Nè. Mày biết bà là ai, thấy không? Bà vô đây làm cái gì? Thấy không? Đâu phải là mình mời hồi bà ăn hết đồ ăn ngày tao sao? À, để tao. Mày chậm quá. Chóng mặt rồi phải không chú Tư? Nhà tao chưa có mua dưa hấu mà. You. Yes. Đồ bánh chưng for you. Tao bao bánh tét. Hả? Tét.
ơi, bả đòi tét. Giờ bánh vừa tét ra. Ừ. Bả nói là bánh tét. À bánh tét. À bánh tét. Bánh tét. Tự nhiên kiểu bánh vừa tét. Rồi. Để cho con. À. Rối rồi đó, tao rối rồi đó. Hello. You want bánh trứng? I have bánh trứng for you. But bánh trứng đang cúng. But why you come here? I come here because of you. You know what? My son gonna get married with you. Do you know that? So I'm looking for my daughter's future-in-law. Anh. Mà nói gì vậy? Bà nói gì đó? Bà nói là bà qua đây bà coi mắt con. Nếu mà được thì bà cho con trai bà qua đây cưới con. Cái gì vậy? Cưới mày hả? Không. Nói con là con chú á, Kim Chi á. Thôi. Cái gì? Không được đâu. Trời ơi, bà con không có chịu đâu nha. Trời ơi, bà nhìn bà vừa bự vừa đen. Không biết con bà bự cỡ nào đen, cỡ nào đè. Con chắc chắc là bà. Không được. Đúng rồi đó. Mày qua mày nói với bà đó. Tao chỉ làm xui với Mỹ trắng thôi. Mỹ đen á, mà đẹp đẹp chút cũng đỡ. Đẻ con cũng cỡ Tiger Woods hay là Obama. Không gả con gái cho. Đúng rồi. Thằng này mày nhìn cái bà này đi. Cái nhan sắc của bà cho tôi xấu quá. Sợ quá. Nó nhìn hình như là bà là tù trưởng bộ lạc châu Phi nè. Hay là bà là cái gì chú? Bà nội của Tạc Răng. À. Giống lắm. Thấy ghê lắm. Bà như vậy thì con bà làm sao mà đẹp được. Anh nói bà đi. Nói bà đi về đi. Nhưng mà phải tìm cách thằng nào bây giờ. Để con giang ra. Rồi. Finance? That's okay. We take care of finance for her. Don't worry about that. Oh. Anh Tông. Hả? Hình như em có học finance là tài chánh đó. Cái này là fiancé. Fiancé hả? Fiancé. You. Her. Fiancé. Will be here soon. You what? You go home. No, I ain't go nowhere. I'm gonna stay here for a long, long time. Chú Tư ơi, chú gì vậy? Bà nói gì? Bà nằm giả đây luôn, bà không đi. Mẹ bà, mày dở quá. No, bức xem. No, tà, no, tét, no, chân for you. What's the matter with you, old man? You fools. Chú Tư ơi, chú Tư nói bả chi bây giờ bả đòi ăn tô phu kìa. Bả đòi ăn cà hủ á. Bả đòi ăn tàu hủ đó ha. And you are so cheap Charlie. Mày vô lấy cái chai cồn cho tao. Chi vậy? Xuống xác cùng đó. Có sao không? Bả xối xả mà tao sướng mặt tao chừng. Ai kêu chú sấn sấn vô người bả chi? Bả nói cái gì vậy? Bả nói chú Tư đẹp trai. À. Nhưng mà hơi đê tiện. Hả? Không. Cheap là hà tiện. Không phải tao hà tiện mà tao nói cho mày nghe, bà ăn như vậy á, một lát á thằng rể tương lai tao về lấy gì nó ăn. À, thấy không rồi. Vậy giờ mình đừng có cho bà ăn nữa, nhưng mà giờ mình làm sao đây? Ai mà biết. Vậy rồi con rể tương lai của chú đâu? Hello, come to mama. Hi mommy. Đúng rồi, con đi đúng lắm mà. Oh, cái bà này là má mì mới kêu nè. Không phải chú Tư. Con thấy cái ông đó kia bà đó là mâm mì có nghĩa là xác ướp Ai Cập chứ. Theo tôi mệt hai người quá à. Má mì em học qua có nghĩa là má đó. Để chờ em. Con này giỏi đó. Hello, are you Tom Cú? I hear somebody call my name. Why is so dark in here? Tom, take off your sunglasses. Oh, okay, sorry. Okay. Oh, that's better. Ê, trời ơi, ai gặp bóng sợ hết trơn á. Chú Tư này, con người ta làm cái gì? Are you Kim Chi, my fiancé? Yes, I'm Tom Cruise. I am Kim Chi. You're even more beautiful than in your pictures. Anh, ông nói gì á? You, say it again. You're even more beautiful than in your pictures. Ah,
Ông nói là em chụp hình Photoshop nhiều quá cho nên trong hình em đẹp hơn ở ngoài. Thank you. This is your mother. Yes, this is my beautiful mother. Oh, beautiful. Yeah, you're very beautiful. She very handsome. Very Thôi, handsome. Thôi, đi. Tom, con nói tiếng Việt đi. Mà nói gì vậy tôi? Bà nói gì vậy? Bà nói tiếng Việt chứ nói cái gì? Vú. Giờ này mà vú gì nữa? Bác. Bác nói được tiếng Việt hả bác? Ừ. Trời, bác nói được tiếng Việt sao nãy giờ bác không nói đi, bác để con thông dịch mỗi tay gần chết à? Không. Dạ. Hiểu mày? Mày mổ tay còn đỡ, tao sắp mổ mình với bả rồi đó. Sao vậy? Nãy giờ tao nói xấu quá tùm lum tùm la, bả hiểu hết trơn. Chú Tư ơi, chú Tư yên tâm đi. Cái phần mà chú Tư nói xấu á, con đâu có thông dịch lại. Ủa vậy sao mày nói mày giỏi nhất tiếng Anh làng này? Thì đúng rồi, làng này có mình con đi học tiếng Anh thì con giỏi nhất là đúng rồi. Thôi được rồi, bây giờ á, bả nói tiếng Việt tao hiểu rồi ha. Tao cũng không cần mày để làm gì, mày đi về đi. Đi về. À, bây giờ nhà chú nói tiếng Việt hết rồi, coi như chú không cần con nữa đó hả? Dĩ nhiên. Con người của chú, bởi vì con nói thiệt á, dắt tranh bỏ vỏ. Cái gì? Rồi, bây giờ chú không cần con nữa thì thôi. Trong làng này còn biết bao nhiêu người cần con đi thông dịch. Xin lỗi chú nha, lịch con bút hết từ đây đến cuối năm rồi. Không cần chú nữa thì thôi. See you again. Biết. Chú á. Cái gì? You. Sao? Never see you again. Quý. Anh Tom biết tiếng Việt hả? À, vâng, à, kể từ lúc tôi quyết định lấy vợ Việt Nam, hai mẹ con đã bắt đầu học tiếng Việt, nhưng chưa nói được nhiều. Con tôi nó không nói nhiều, chứ tôi nói nhiều. Mà tôi chửi lộn cũng giỏi lắm. Yeah. Anh Tư biết không? Dạ sao? Tôi cho con tôi đi học tiếng Việt là trời, anh thấy đó. Mấy cái thằng còn thông dịch như vậy, cà chớn. Tầm bậy tầm bạ. Dạ đúng rồi. Mình hiểu lầm nhau rồi mình đánh lộn nhau. Dạ dạ chị nói đúng. Ồ má nói đúng rồi đấy. Nhiều người thông dịch họ dịch lung tung. Con vẫn nhớ lần đầu tiên sang Việt Nam, con muốn một người thông dịch viên đi theo con để giúp đỡ. Mà lúc đó là đi vào một nhà hàng Việt Nam muốn thử món mì Việt tiêm. Nhưng khổ một cái người thông dịch viên lại không biết là Việt tiêm là tiếng Anh là gì, cứ gọi là đất lúc. Mà con nghĩ mãi không hiểu là đất lúc là cái gì. Mà đúng rồi, đất là con vịt và lúc looking for là đi tìm. Cho nên mì Việt tìm đúng là đất looking for the noodle. Ôi chỉ có gì vậy thôi mà anh đi học tiếng Việt cơ hả? Ồ, oh, không, không. Tôi học tiếng Việt để đề phòng. Anh đề phòng gì? Ồ, oh, em ơi, lấy vợ Việt mà không biết tiếng Việt, nguy hiểm lắm. Sao nguy hiểm? Vì lỡ ba xã của mình có kép, rồi kép Việt Nam về nhà. Hai người đó tỏ tình cho nhau thì làm sao mình hiểu được? Mày coi chừng nữa nha mày. Cái thằng này nó khôn tổ mẹ đó. Con đừng có lo. Má canh chừng cho con luôn. Lỡ mà con dâu của má nó cạch chớn á, má sẽ bẻ tổ nó được. Không sao không ba? Không sao, không sao. Chị vui tánh quá. Tôi hỏi này chị đừng có buồn nha. Không. Sao chị đen thui mà đẻ ra con trắng bóc vậy? Chá Linh cũng đẻ con trắng vậy chứ bộ. Ai vậy? Ờ, thì ra nãy giờ bác á là má chồng của con á hả? À, con đâu có biết đâu, con tưởng bác vô lộn nhà. À, oh, má đẹp quá ha. Nhỏ con nữa. Má biết thằng con của má đã qua đây để lấy vợ Việt Nam, thành ra má phải bay qua liền để coi mặt con dâu của má. Thành ra khi mà má thấy con rồi đó, mà nếu mà má không thích thì má sẽ gọi điện thoại cho thằng con của má không đi qua. Đó.
Nhưng mà khi má gặp con rồi á, con vừa đẹp mà vừa hiền, mà biết nịnh hay, thiệt là hay. Nhưng mà có cái tội không đầy đủ thước tất. Má yên chí đi, ba con có dạy con rồi. Ba con nói á, có lấy ai á là phải chung thủy với người đó. Cho nên khi mà con lấy anh cu á, con sẽ ở với anh cu suốt đời. Hay quá anh dạy con, hay quá anh Tư. Chứ sao? Khi nào á mà anh cu chết con mới lấy người khác. Trời ơi, mày nói là bậy tầm bạ. Nó giỡn á chị, tôi đâu có dạy nó gì đâu. Ôi, ôi kỳ vậy. Anh có gì đưa cho ba anh? Xin. Ủa, thằng này là bá quém hả? Cái gì vậy? Thằng á là dùng cho con nít thôi, lớn tuổi hơn mình anh phải kêu bằng ba nha. Xin lỗi mày. Hả? Cái gì vậy? Ba anh, ba. Xin thầy của con là người bác bố, chào bố. À, bố, kêu bố. Có gì? Là chị là chị Xu tương lai tôi hả? Đúng rồi. Dạ chị ăn đi. Trời ơi chị ốm ăn gì cho mập chị nha. Nè, có ăn thèo lèo nè cho nó trắng nha. Thôi tôi đang đai ớt tôi không ăn đâu anh ơi. Ăn mứt này cho nó đen nè. Tôi muốn ăn mứt bí mà anh không có. À không có hả? À vậy thôi. Anh đưa ba đi. Cái gì vậy con? Thưa bố. Đúng theo thủ tục bên Mỹ. Con chỉ cần lấy ra một cái nhẫn của Hốt Xoan, quỳ xuống trước cô Kim Chi và hỏi một câu: Will you marry me? Yes. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Con không cần hỏi cô Kim Chi đâu, con chỉ cần hỏi bố mà thôi. Ủa tại sao? Vì Việt Nam có câu: Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thằng này giỏi á, giỏi. Và thưa bố, hôm nay là ngày lành, tháng tốt, có má của con đây chứng kiến. Con xin phép bố cho phép con và cô Kim Chi đồng phòng. Cái gì vậy? Anh, Việt Nam á, đám cưới mới được đồng phòng. Ủa thế à, ở bên Mỹ thì ngược lại, đồng phòng trước mới cưới sau. Có mà. Ủa mà con má suy nghĩ tại sao mà con mới gặp Kim Chi mà con đòi cưới rồi? Vì Việt Nam có câu là lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Thằng này giỏi. Thằng giỏi quá, biết nhiều câu mà tôi không biết nữa đó. Này lễ cưới ra con. Ủa sao có tàu cao không vậy? Không có tiền mặt hả? Thưa bố, con sẽ làm thủ tục đưa cô Kim Chi qua bên Mỹ liền. Ủa lệ vậy sao con? Ba không, ba yên tâm, con hứa là sẽ đưa cô Kim Chi về thường xuyên để thăm ba rất đều đều. Được tốt. Cứ 10 năm một lần. À vậy thôi hai ba đi luôn nha ha. Ủa quá. À, con mà đi xa mai mốt á, Hai cha con mình á, hai phương trời cách biệt, con nhớ ba lắm á, ba biết không? Thôi nhớ làm gì con ơi, qua bển gửi tiền về cho ba được rồi. Không phải, tại vì á, từ nhỏ tới lớn á, từ khi á, mà má bỏ ba đi lấy người khác á, tại vì ba keo quá đó. Rồi con mình hai cha con mình sống với nhau á, rồi mai mốt á, con đi lấy chồng xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà ba đâu hả ba? Trời ơi, hai cha con khóc như là dưỡng hú vậy. Chú Xui à, đầu năm Tết mà khóc lóc trong nhà nó không có được hên. Con nó đi lấy chồng cho nó đâu có làm gì đâu, hay đi luôn đâu mà anh làm gì anh khóc lóc. Tôi có con đứa chị ơi. Đây rồi vài năm nó về thì nó sẽ đem cho anh những con cháu ngoại của anh rất là dễ thương. Mà tôi cũng có cháu nội mà tôi sung sướng hơn anh nhiều. Sao vậy? Tại vì mấy cháu nội của tôi nó giống tôi như đúc vậy. Thôi giờ mà vui mình mà đi nha. Vui rồi đó. Nè anh Xui, tôi nói vẫn chơi vậy thôi. Tôi có cách để giúp anh. Cách gì? Dễ nhăn chuối gì đó. Tôi sẽ hy sinh cuộc đời của tôi để cưới anh về nhà vợ. Cái gì?
về làm chồng để cho hai cha con được ở gần bên nhau. Thôi. Anh nghĩ sao? Không được đâu chị, xin lỗi chị, tại vì tôi ở mình quen rồi, không bước thêm bước nữa được đâu. Anh chê tôi phải không? Không phải, nhưng mà không được mà. Bây giờ tôi quyết định rồi. Double or nothing. Nghĩa là gì? Một là hai cha con anh lấy hai mẹ con tôi. Hai là mất hết. Ba, kệ nó, ráng thử đi ba. Thử đi, cha con mình mới được đoàn tụ ba. Ba không có quen ăn thịt bò. Thôi bây giờ vì tình duyên của con, tương lai của con, thôi ba cũng đành hy sinh cái thân già này chứ sao. Anh thấy thế nào? Thấy em nhưng hơi ngợp. Đồ quý nè. Con quyết định gì nha? Thôi con có ý kiến, con không dám quyết định. Rồi. Ý kiến con không quyết định được. Rồi ba ba vì ba kẹo quá, ba không muốn xài tiền, thôi giờ hai cha con mình làm đám cưới chung đi. Đúng, làm một lần cho nó đỡ hào. Happy family. Oh, congratulations. Very beautiful husband. Very handsome wife. Wow, beauty and the beast. Mày nghe là biết cái mày thằng quỷ gì vậy?